Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 17 tháng 7 lên án rằng các biện pháp chế tài gắt gao của Mỹ đã gia tăng thành khủng bố kinh tế. Phát biểu của ông Zarif được đưa ra tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc tại New York bàn về tiến bộ của các mục tiêu phát triển bền vững. Căng thẳng lâu nay giữa Mỹ với Iran leo thang kể từ năm ngoái, khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận quốc tế năm 2015 nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran. Đổi lại, Iran được nới lỏng chế tài. Kể từ khi từ bỏ thỏa thuận này, ông Trump đã tăng cường thêm trừng phạt đối với Iran.